chào các bạn quay trở lại với kênh bếp của mình. Lần này thì cô Minh sẽ vào bếp và làm món bánh đập rau rừng. Khi nhắc đến bánh đập rau rừng thì ai cũng nghĩ đó là một món bánh của người miền Trung. Thì bánh đập của người miền Trung là người ta sẽ làm một cái bánh ướt và người ta sẽ tráng lên trên một cái bánh tráng nướng. Và sau đó người ta đập lại với nhau và dùng với lại mắm nêm. Nhưng mà bếp của mình thì sẽ biến tấu hơn, mình sẽ dùng với lại rau rừng chấm với nước mắm chua ngọt nè. Và mình sẽ có một ít nhân để làm cho nó hấp dẫn cũng như là ngon miệng. Để xem món này làm như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào và chuẩn bị nguyên liệu nha. Để làm món bánh đập rau rừng thì trước tiên mình sẽ phải có bột để pha bánh ướt. Thì mình sẽ chuẩn bị là một cái tô nè, cho bột vào đây. Mình sẽ sử dụng bột gạo. Bột gạo ở đây mình lấy khoảng chừng cỡ là 200g bột gạo, 50g bột năng và khoảng là 500ml nước ấm. Mình lấy nước ấm luôn nha. Tiếp đến là mình sẽ cho vô một tí xíu muối. Quậy đều bột lên nha. Mình quậy bột lên như vậy và mình cho bột nghỉ trong thời gian khoảng chừng cỡ là 30 phút cho đến 1 tiếng là mình có thể tráng bánh được rồi. Trong lúc chờ bột nghỉ thì mình sẽ chuẩn bị đến cái phần nhân. Nhân ở bên trong ngày hôm nay mình làm là nhân chay nên là mình sẽ sử dụng đó là nấm. Nấm mình sẽ xé ra làm đôi như vậy nè. Đó. Thì tùy, nếu mà cái tay nấm nó bự quá thì mình cũng có thể xé làm ba. Và lúc này thì bắt đầu mình sẽ ướp tất cả với lại gia vị. Nấm khi mình rửa thì mọi người lưu ý là mình sẽ rửa thôi, mình đừng có ngâm trong nước. Tại vì khi ngâm trong nước nó sẽ dễ bị rút cái lượng nước vô. Thì nếu như trong trường hợp mình để hơi lâu mà lượng nước nó ngấm vô thì mình chịu khó mình phải vắt cho nó khô hết cái lượng nước đi. Lúc đó mình sẽ ướp gia vị thì nó sẽ thấm và ngon hơn. Rồi mình sẽ ướp vô đây ha, một tí xíu ngũ vị hương. Đừng cho quá nhiều, nó sẽ nồng cái mùi lên hơi khó ăn. Và tiếp đến là cho một muỗng cà phê hạt nêm chay nha. Dầu hào chay mình cho khoảng chừng cỡ một muỗng canh. Cho một tí xíu tiêu, cho tiếp vào đây một chút xíu dầu ăn. Rồi tất cả những cái hỗn hợp này đã trộn vô rồi thì mình sẽ trộn đều lên để cho thấm vào trong nấm nè. Bước kế tiếp là mình sẽ làm đậu xanh. Thì trên cái bánh đập này mình sẽ cho một ít đậu xanh nên ăn rất là ngon. Thì đậu xanh, những cái bước mà nấu đậu xanh thì bếp của mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Nên là mình sẽ không có cần phải nói lại nhiều nữa. Chỉ là đậu xanh mình ngâm trong thời gian 1 đến 2 giờ này, vo cho thiệt sạch, nấu chín lên, rồi tán nhuyễn nó ra hoặc là xay nhuyễn nó ra. Rồi mình sẽ xào nó lên trên chảo với lại một ít muối là mình sẽ có thể có được cái phần đầu để mình bỏ lên trên bánh của mình rồi. Đây là đậu xanh sau khi mà mình đã hấp chín lên và xay nhuyễn ra nè. Thì bây giờ mình sẽ cho vào chảo, mình sẽ xào nó lại. Với cái lượng đậu xanh khô 200g á, thì mình sẽ cho khoảng chừng cỡ 1/3 muỗng cà phê muối là được rồi. Rồi mình sẽ xào ở trên chảo nha. Bây giờ thì mình sẽ nhận thấy là cái đậu xanh nó đã khô hơn lúc nãy rồi nè. Thì mình sẽ bắt đầu lấy ra nha. Mình không nên để khô quá thì lát hồi khi mình bỏ lên trên bánh nó sẽ khó bỏ lên. Bây giờ thì mình sẽ làm một ít dầu hành nè, cho lên cái món bánh đập cho nó được ngon miệng hơn. Cho vào đây một tí xíu dầu nguội nha, giống như mọi lần bếp của mình vẫn làm. Sau khi dầu nóng thì mình cũng sẽ múc lên trên hành để cho hành nó chín. Và nhớ là mình để 50% dầu nguội và 50% dầu nóng nha. Những cái miếng nóng mà mình đã ướp nè thì bây giờ mình sẽ để lên chảo và áp trên chảo như vậy. Đó. Mình để lửa cho lớn lên để cho những cái miếng nấm này nó sẽ được rút hết gia vị vô và nó khô ráo cái miếng này, thì lúc đó mình để lên bánh đập ăn nó sẽ ngon hơn. Đó, thì khi tất cả những cái miếng nấm mà mình đặt ở trên chảo nè, mình để lửa lớn và một ít dầu thôi, không quá nhiều. Mình lăn hai mặt để cho cái miếng nấm mình nó vàng lên, giống như là những cái miếng thịt vậy đó. Như vậy thì nó sẽ làm cho thơm và ngon nè. Đó, rồi lúc những cái miếng này bắt đầu nó vàng rồi mình sẽ lấy nó ra. Mọi người thấy không, nhìn nó rất là hấp dẫn nè. Bây giờ thì sẽ đến cái bước là mình sẽ pha nước mắm thôi. Với món ăn này mà nước mắm mình không có thì chắc chắn nó sẽ không lên được cái vị đúng của nó nha. Rồi mình sẽ lấy ở đây là 400ml nước nè, 100ml nước mắm và khoảng 150 đến 180g đường. Cho vô đây một ít ớt xay. Rồi mình cho một muỗng cà phê tỏi vô đây. Rồi lúc này thì mình sẽ nặn vô đây chanh nha. Mình sẽ nặn cái lượng nước chanh làm sao cho nó có một cái vị chua chua ngọt ngọt vừa đủ là được. Món này thì mình sẽ dùng kèm với lại một ít đồ chua nữa thì nó sẽ tròn vị hơn rất là nhiều.
À, bây giờ thì cái nồi tráng bánh cuốn mình sẽ để lên đây, cho nồi nước sôi lên thì lúc đó mình sẽ tráng. Thì nếu như ai không có nồi tráng bánh cuốn thì mình cũng có thể là dùng với cái cách là mình dùng chảo không dính để mình làm những cái miếng bánh ướt như vậy nha. Nồi nước đã sôi rồi, bây giờ bắt đầu ta sẽ tráng bánh. Với cái bánh này thì mình sẽ để bột lên đây và bắt đầu mình tráng. Thì bánh này không giống như là bánh cuốn mình vẫn hay ăn, cái lượng bột nó sẽ hơi dày hơn một chút xíu nha. Mình để thời gian khoảng chừng cỡ hơn 1 phút là hơi bốc lên, nó sẽ làm cho bột chín và lúc đó mình sẽ lấy bánh ra. Mình sẽ chuẩn bị một cái cây như vậy nè. Thì khi mình mua những cái nồi bánh cuốn á, thì nó sẽ có những cái cây như vậy. Tùy là mình sẽ về mình chuốt lại kỹ cho nó đẹp. Cây này thì cô Minh đang được tặng và cái này được người ta giữ rất là lâu rồi. Đây, đây mình mở ra đó, mình sẽ thấy bột hơi phồng nhẹ lên là lúc đó bột đã chín hết hoàn toàn. Mình dùng cái đầu của cái cây lấy bánh á, mình sẽ khều nhẹ hết tất cả như vậy. Tiếp đến là mình sẽ chuẩn bị một miếng bánh tráng đã nướng sẵn rồi nha. Đây, và mình sẽ để lên đây. Và tiếp tục như vậy mình sẽ tráng cho đến khi hết cái lượng bột nè, cũng như là hết cái bánh tráng của mình. Đó, sau khi mà mình đã tráng bánh ướt mình để lên đây rồi thì bắt đầu bước này là cái bước mà chuẩn bị để cho món ăn của mình được hoàn thiện. Mình sẽ chét lên đây một ít đậu xanh nè. Sau đó thì mình sẽ để một ít nấm lên nè. Đây, mình để nấm vô như vậy. Mình không cần để hết nguyên cái nha, tại vì cái bánh này lát hồi mình sẽ xếp lại làm đôi, nên là mình chỉ cần để như vậy là được rồi. Bước kế tiếp là mình sẽ rắc hành phi nè. Và bây giờ thì mình sẽ rưới một ít mỡ hành lên đây. Và lúc này mình chỉ cần xếp cái bánh tráng nướng này lại làm đôi là mình đã có được một miếng bánh đập rất là ngon miệng. Các bạn thấy không, ngày hôm nay thì bếp của mình đã giới thiệu cho các bạn một món mới. Và đây cũng là gợi ý để mình có thể ăn vào những ngày chay nè, hoặc là những ngày trời mưa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.